Đây là clip test nổ cho anh trai ở dưới Mỹ An nha, cách em cũng 20-30 cây nha anh em. Khách yêu cầu là rửa nổ sạch sẽ, đồ đạc em bao nguyên riêng hết nha. Anh em mua hàng bên em thì khó sợ nha, bao anh em từ A tới Z nha, không thay thế bất cứ một món nào đó. Anh em dần sơ nha. Rồi, sẵn đây cảm ơn anh trai đã ủng hộ em luôn nha. Siêu phẩm mua nè, rửa nước cái nó chóc. Rồi, ba đó không quan trọng. Rồi anh em nào mà có cần xài máy cưa gia đình hoặc là khai thác đó, và xẻ mướn gì đó thì cứ việc liên hệ em nha. Số điện thoại em có để trên bài đó, em ở thành phố Vĩnh Long nha, tại thành phố Vĩnh Long luôn. Anh em nào gần thì cứ việc lên xem máy. Còn em bán đồ cho anh em là em bao anh em từ A tới Z, không lan bất cứ một món gì cho anh em. Máy móc nguyên zin, tại vì hàng này là hàng em lựa đó. Bán mắc hơn mấy cửa hàng khác về 300, nhưng mà hàng thì nó chất lượng nha anh em. Rồi, lên tiếng nổ cho anh trai xem luôn nha. Nhẹ dây là chạy nha anh em. Kẻ dây giật là nổ. Cái này sáng để đây nè chú, chưa rửa đó, giờ thấy ghê không? Nhiều quá cái đó nhiêu. Dạ cái này con bán cái đầu không là 4 triệu. Bán cho anh em khai thác ở dưới Mỹ An á. Rồi xong. Rồi cảm ơn nha. Rồi. Ê rửa cái máy nó mới muốn lên nữa, cái máy phát cỏ nữa. Máy phát cỏ nữa. Ừ. Rồi. Cái thằng hôm qua đi á, thằng sao á. Rồi chừng nào lấy thì để con trước rồi con chùi rửa nha. Rồi. Với lại là anh em cái máy cưa lên chỉnh như thế. Rồi ok. Rồi anh em nào mà cứ việc xài, muốn nhu cầu xài bất cứ loại máy gì thì cứ việc kiếm quán Vĩnh Long nha. Em sẽ cung cấp cho anh em những con hàng VIP nha. Rồi chào anh em, chúc anh em là buổi trưa vui vẻ nha.